Một tin tức về sức khỏe, cách nhận biết và điều trị khi cơ thể bị nhiễm độc magnesium. Magnesium là khoáng chất trợ giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu, tạo ra protein kiểm soát huyết áp, kể cả tăng cường chức năng hoạt động của hệ thống thần kinh, tốt cho xương, não và cơ. Magnesium có trong các loại thực phẩm như loại hạt, ngũ cốc, quả hạch và rau xanh. Theo như bác sĩ New Patel của Bệnh viện Providence, thì magnesium đồng thời có trong nhiều loại tây dừa kháng axit, nhuận trường và mắc phát được sử dụng để ngăn ngừa bệnh co giật ở phụ nữ mang thai, chứng rối loạn huyết áp và đe dọa tính mạng khoảng 5% phụ nữ trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Tài liệu y học cho thấy là nam giới trưởng thành cần có 400 tới 420 mg magnesium mỗi ngày ở thực phẩm và chất dinh dưỡng, trong khi nữ giới thì cần 1 310 tới 320 mg một ngày. Khoảng 48% người Mỹ không dung nạp đủ magnesium qua chế độ ăn uống và rất cần phải bổ sung tối đa 350 mg mỗi ngày ở người từ 9 tuổi trở lên. Dùng nhiều hơn thì cơ thể bạn sẽ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy và chuột rút, bị gọi là ngộ độc magnesium. Khi xuất hiện các triệu chứng khác như là yếu cơ, huyết áp thấp, đỏ bừng mặt, trầm cảm, khó thở, tim đập nhanh và ngừng tim. Cách điều trị đầu tiên là ngừng dùng chất bổ sung hoặc thuốc có chứa magnesium. Có thể dùng thuốc lợi tiểu tiêm tĩnh mạch, tiểu để thải magnesium nhanh hơn. Người bị suy thuận nghi cơ bị nhiễm độc vì thận không đào thải magnesium dư thừa như người có thận khỏe mạnh, chức năng thận càng suy giảm thì nguy cơ nhiễm độc magnesium càng cao bệnh nhân ung thư cũng có nguy cơ mắc magnesium tăng cao vì hóa trị có thể làm cho giảm tế bào máu